Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Quốc Toàn, 34 tuổi và Huỳnh Thanh Sơn, 30 tuổi, đều quê tỉnh Gia Lai, vận chuyển trái phép 1,4 tấn pháo nổ. Hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng xe ô tô tải biển kiểm soát 51D-63784, vận chuyển 1,4 tấn pháo hoa nổ các loại tại khu vực phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, lợi dụng là tài xế lái xe đường dài, Nguyễn Quốc Toàn và Huỳnh Thanh Sơn đã vận chuyển số pháo trên đi tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng đã cất giấu pháo lẫn lộn với hàng hóa trong quá trình vận chuyển.